Nhân cái dịp này đây thì Trọng Thắng có mặt ở tại nước Úc và trên tay của Trọng Thắng là một cái CD của Vân Anh. Thì chúng ta đổi sang một chút xíu một cái câu chuyện về cái CD này. Thì như quý khán giả được biết đó là Vân Anh đã từng đoạt rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế cũng như là ở tại quốc gia Úc Đại Lợi. Và đây là một trong những cái CD đầu tay của Vân Anh đúng không Vân Anh? Thì Vân Anh ở trong đây đó Vân Anh trình bày bao nhiêu nhạc phẩm? không nhớ nữa. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín bài. 9 bài nhạc Dạ phẩm. vâng, chín bài. Mà ở trong đây là toàn là những cái nhạc mà cổ điển không á. Dạ vâng. Thì nếu mà mọi người thí dụ như quý khán giả mà ở xa, từ vì cái chương trình này nó đi rất xa ở trên thế giới, rất nhiều những quý vị người ta yêu thích nhạc cổ điển và muốn có một cái CD của Vân Anh thì có thể đặt mua ở đâu? Dạ vâng, đặt mua qua cái website của Vân Anh là www.vânanh.com.au. .com rồi còn phải, quý vị nhớ là AU là Australia viết tắt. Thưa quý khán giả, nếu mà quý vị nào muốn có một một trong những cái CD của Vân Anh thì ở trên màn ảnh nhỏ quý vị có thể lên cái website để đặt mua. Đây là một cái phải gọi là một cái tác phẩm rất có giá trị để trong gia đình của mình, và quý vị có thể thưởng thức khi mà mình lái xe đi làm hoặc là mình đi đâu đó mà nó lâu lâu một chút xíu thì quý vị có Hay thể đang thưởng nấu thức. ăn Vâng, hay đang nấu đang ăn. có Quý vị có tiệc thể thấy được và cảm xúc được khi mà Vân Anh đánh đàn, lúc đó có nghĩ đến con trai không? Ok Vân Anh, và bây giờ trở lại. Đây là một cái CD mà đã ra đời rồi. Và Trọng Thắng được biết đó là Vân Anh đang có một cái CD mới sắp sửa release, sắp sửa cho trình làng. Thì trong cái CD mới này đó thì Vân Anh trình bày bao nhiêu tác phẩm, và chỉ là độc tấu solo piano hay là Vân Anh trình bày cùng với những cái nhạc cụ khác? Cái CD mới này thì mình sẽ có 6 bài. Nó gọi là một cái EP, không phải là CD. Nó giống như là một cái taster. Để sau đó mình có thể là kết hợp với record label lớn rồi làm một cái CD, official CD. Nhưng cái này là một cái launch của một cái style mới. Nó gọi là crossover genre, nên là các người pioneer cái style này rất là such as Vanessa May là một người violinist, với cái Bond Quartet là bốn cô gái đánh violin với cello, viola, thì mình cho cái đàn piano ấy thì cũng chưa có thật ra là cái style này, nên là mình hopefully là một người đỡ one of the first people. Thì Vân Anh lấy vài bài cổ điển rồi mình rearrange lại cho piano, khoảng 10 đến 15 instruments, một cái orchestra, một cái dàn nhạc nhỏ, và thêm một DJ nữa. Nên là mình mix beats, mình mix một cái pop hay là R&B hay là house genre với nhạc cổ điển, để có thể mang ra. Vân Anh cái hope là muốn không phải chỉ có diễn trong mấy cái concert hall, nhưng diễn ở ngoài trời, diễn ở trong mấy cái sân vận động lớn. Thì mình sẽ làm một cái concept light show Trọng Thắng mới chỉ nghe Vân Anh giới thiệu sơ sơ là đã thấy thèm rồi, đã muốn có một trong tay mình một cái phải gọi là một cái tác phẩm khác nữa của Vân Anh. Thì được biết là Vân Anh sắp sửa có một cái concert, một cái cuộc biểu diễn lớn ở bên Ý. Dạ vâng. Thì Vân Anh có thể cho quý khán giả bật mí chút xíu trước khi mà Dạ. mình đi qua Ý biểu diễn. Vân Anh sẽ diễn ở bên Europe, Europe là Châu Âu. châu Âu. Trước hết là được mời diễn ở một cái festival ở Verona. Cái đó là cho cộng đồng người Việt ở bên Ý. Và Vân Anh được biết là cái festival đó là để giới thiệu mấy người Việt trong cộng đồng của mình cho người Ý và cho mọi người ở vòng À, châu Âu. Sau đó thì Vân Anh sẽ diễn ở Vienna ở bên Áo, thì cái đó là một
cũng trong một tuần festival, bọn anh sẽ diễn một concert trong một cái hall bên Vienna, thì mấy cái hall đó nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Mình cứ nghĩ giống như là trong cái thời lúc của Mozart hay là Beethoven, mình hiểu được, nên là sẽ diễn một cái solo concert ở Vienna. Hiện nay đó thì Vân Anh đang ở tại Sydney, và Vân Anh thì dạy nhạc hàng ngày. Năm nay thì bớt dạy rồi, tại vì mình đi diễn nhiều ở nước ngoài hơi nhiều. Chưa có nhiều đủ. Nhưng tại vì Vân Anh rất muốn là học sinh nào mà học thì phải có một cái nền nếp, phải học giống như học thứ hai thì mỗi thứ hai phải đến đây đúng giờ, và phải thầy phải có ở đây, nên là nếu mà Vân Anh dạy mà cứ dạy 2 tuần rồi phải đi 3 tuần rồi trở lại thì nó không có cái consistency. Không có liên tục cho các em học sinh đó. Cho nên là nếu như mà như vậy đó thì trong cái cuộc sống thường ngày của Vân Anh như vậy đó, là đi diễn nhiều như vậy và dạy nhạc thêm một chút xíu thì có đủ sống không? Cái ngành nhạc rất là funny. Mình nói chuyện với các bạn khác mà cũng theo cái ngành nhạc thì mình sometimes mình nghĩ là mình điên quá. Sao mình theo cái ngành này, tại vì có khi nó cứ rất là up and down. Có khi mình cứ cuốn theo rồi diễn đi bay đây bay đó diễn. Có khi thì nó silent một tuần im lặng. Nhưng mình cứ phải Vân Anh. Cái chữ mà Vân Anh rất là nó come up often là proactive. Thì mình cứ phải nghĩ một cách phải gọi là proactive, nghĩa là sẽ mình cứ phải làm cho mình trước hết. Và đâu có ai khác để làm đâu. Đúng. Tại vì mình working for yourself. Nên là không phải là có một người boss. Mình là boss của mình. Và cái thời gian của mình cũng, nếu mà muốn dậy lúc 12 giờ trưa cũng được, 10 giờ sáng cũng được. Mình cứ phải rất là self-motivated. Tự mình phải khuyến khích mình, động viên mình đó. Nhưng mà Vân Anh có biết không? Đó là một cái điều mơ ước của rất là nhiều người. Vì có nhiều người, người ta đi làm lúc nào cũng phải ông boss hoặc là bà boss nói là ồ, làm cái này, làm cái này. Trong khi đó thì Vân Anh được một cái sự tự do là mình làm chủ lấy chính bản thân của mình, chủ cái cuộc đời của mình. Thì đó là một điều may mắn nhé. Có thể maybe, có thể là không. Tại vì Vân Anh có nói chuyện hôm bữa với một người bạn là một người phi công. Thì người đó thì làm việc 3 tuần rồi được 3 tuần off, 3 tuần on, 3 tuần off. Nên là ảnh mới được 3 tuần nghỉ. Anh nói ok, bay qua Úc 1 tuần rồi đi Bali 2 tuần. Anh nói ôi sao sướng quá vậy. Có khi Vân Anh cứ muốn là một cái job bình thường để có, giống như là mình có weekend. Tại vì làm cái ngành nhạc thì mình đâu có weekend đâu, weekend là đi mình diễn. Weekend của mình là thứ hai. Nhưng mình nghĩ lại thì không có gì bằng. Wow, Vân Anh là một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các chàng trai theo đuổi. Và Vân Anh nói là mỗi lần Vân Anh đơn thì Vân Anh nghĩ đến con trai. Thế thì một đối tượng của Vân Anh là như thế nào? Một cái Mr. Right, có nghĩa là một người Mr. chàng right. trai mà đúng theo cái mẫu If của Vân Anh. Out there. Khó nói. cao hơn Vân Anh. Dạ vâng, phải cao, đương nhiên là phải cao hơn Vân Anh. Ít nhất là 1 thước 70. Vân Anh trước hết thì cái người đó là phải đẹp trai. No, kidding. Không, người đó phải hiểu cái job của Vân Anh. Tại vì mình không có
cái job không có bình thường. Mới hiểu là Vân Anh hơi bị crazy chút xíu. Không, người đó phải nghĩa là make me laugh a lot. À, hơi tiếu lâm chút đấy. Dạ. Với thích đi ăn nhiều. Hay là good cook cũng được. Any chefs out there? Như vậy thì Vân Anh có nấu ăn, tự nấu ăn lấy hả? Dạ vâng. Lúc ở nhà thì Vân Anh ráng nấu ở nhà. Tại vì mình ăn ở ngoài, Vân Anh thì bị dị ứng bột mì. Nên là không có ăn được nhiều thứ đồ ăn lắm. Bánh mì, rồi pasta, pizza không ăn được. Nên là nó cũng mình đi ra ngoài cũng hơi khó. Tại vì mình ăn mà không biết người ta bỏ cái gì trong đó thì bị bệnh thì cũng không được. Nên là ở nhà nấu ăn thì đồ ăn Vân Anh thích nhất là đồ ăn Việt, tại vì nó không có nhiều mỡ mà cũng không mình bớt mỡ chút xíu. Nhiều mỡ thì cũng có, nhiều đường cũng có. Nhưng mình bớt về mình nấu nấu được vài món của người Việt. Nấu bún riêu được không? Dạ không, bún riêu thì không nấu được. Bún bò Huế. Bún bò Huế cũng không nấu được, phở cũng không nấu được. Mấy cái simple thôi, giống như là để trong tháng nói nha. Trứng chiên. Không, giống như là cơm chiên. Cơm chiên thôi. Mì gói. Cái gì rau muống xào tỏi. Wow. Yeah. Ok. Có thể là mời Minh Anh mượn đây đây để gửi đến một cái message, một cái lời nhắn đến cho tất cả các thanh thiếu niên mà Việt Nam của mình ở tại nói chung là trên toàn cầu, với một cái ước mơ của mình, thì cái lời nhắn của Vân Anh gửi đến cho các em là như thế nào? Wow. Về âm nhạc anh hay là? Dạ. Ok. Về âm nhạc. Vân Anh rất muốn là các khán giả có thể hiểu được về cái nhạc cổ điển của mình, và nó không có phải là rất là sterile như các bạn có thể nghĩ, là vào một cái concert hall là luôn luôn phải im lặng, hay là phải nó không có boring như vậy. Nhưng Vân Anh cũng hiểu là cái style đó không phải cho mọi người, nhưng nên là Vân Anh rất muốn cái genre mới với cái crossover style của Vân Anh có thể reach được nhiều khán giả khác, và hope để gặp các bạn ở đây hay là ở Mỹ hay ở bên Âu Châu. Yeah. Rồi, cảm ơn Vân Anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cùng với quý khán thính giả về những cái ước mơ cũng như là cái cuộc đời tiểu sử của Vân Anh. Trọng Thắng xin chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Thắng. Quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình Trọng Thắng Show, và trong chương trình kỳ này quý vị gặp gỡ với một thiếu nữ Việt Nam phải gọi là nổi tiếng, thưa quý vị, và là một cái niềm tự hào của người Việt của chúng ta ở trên toàn cầu. Một lần nữa, quý vị có thể liên lạc với Vân Anh qua địa chỉ website là vânanh.com.au hay Facebook, tại vì các bạn trẻ thì Facebook đương nhiên là biết. facebook.com/ Van Anh Official. One word. Yes. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả trong chương trình Trọng Thắng Show kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào, tạm biệt.